Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn. Buổi sáng hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Thuận An. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một căn biệt thự mặt tiền đường này. Rất là đẹp. Đây quý vị, đường nhựa trước nhà 10m, có lối vỉa hè đi bộ hai bên. Hướng trước màn hình chúng ta thì quý vị đi lên thành phố Thủ Dầu Một. Còn hướng quay lại bên phía tay trái màn hình chúng ta đây thì quý vị đi ra con đường DT743. Chúng ta đi ra khu trung tâm của thành phố Dĩ An cũng như xuống thành phố Thủ Đức và đi lên Phạm Văn Đồng, lên sân bay Tân Sơn Nhất quý vị nhá. Rất là thuận tiện. Đấy, con đường DT743 cách đây độ 500-600m thôi. Ở đây thì mặt tiền kinh doanh buôn bán. Đấy, quý vị đang nhìn trên màn hình chúng ta đây. Tất cả đều là mặt tiền kinh doanh buôn bán rất là tốt. Và căn nhà mà hôm nay Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị là căn nhà này. Đây, căn nhà này quý vị, căn nhà tân cổ điển cực kỳ đẹp luôn, màu trắng. Căn nhà này là đẹp nhất ở đây quý vị nhá. Đấy. Và thưa quý vị, căn nhà này thì ở kế bên này này còn có một cái cửa hàng, cửa hàng kinh doanh sâm quý vị nhá. Đây, kinh doanh sâm. Đấy, sâm Hàn Quốc của chủ nhân ngôi nhà này. Và bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ giới thiệu về công năng, diện tích của căn nhà này cho quý vị xem, quý vị nắm được. Thưa quý vị và các bạn, căn nhà này có tổng diện tích của chúng ta là 200m quý vị nhá. Đó. Trên sổ là 148m thổ cư. Đấy, còn tổng diện tích của chúng ta là 200m. Thiết kế một tầng trệt, 3 tầng lầu. Đấy, thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Đó. Có 5 phòng ngủ, có sân xe hơi rộng rãi, đậu được 2 chiếc xe hơi, 5 nhà vệ sinh. Đấy. Và có cái nhà nhỏ kế bên để chúng ta kinh doanh sâm thì Tuấn Nguyễn đã review cho quý vị và các bạn rồi. Đây, cái nhà nhỏ thôi. Và đặc biệt là khi chúng ta mua căn nhà này thì chủ nhân ngôi nhà sẽ tặng hết nội thất cho quý vị và các bạn nhé. Đây, một căn nhà tân cổ điển rất đẹp. Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị rằng căn nhà của chúng ta có cái diện tích đất bị xéo. Đây, Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị. Đó, ở trong nó là chiếc xe hơi của chủ nhà đậu mãi phía trong kia. Còn ngoài đây chúng ta có thể đậu được một cái lớn nữa, 7 chỗ nữa thoải mái. Nhưng Tuấn Nguyễn đã nói với quý vị luôn để cho quý vị nắm được. Đúng không? Nếu như mà nhiều quý vị á, phong thủy hoặc là kiêng cữ á, thì hay gọi cái đây là một cái nhà top hậu. Đúng không ạ? Đúng. Thì Tuấn Nguyễn cũng đồng ý với quý vị thôi. Kể cả bản thân Tuấn Nguyễn cũng gọi như thế này thôi. Nhưng mà Tuấn Nguyễn đầu video Tuấn Nguyễn sẽ nói trước. Đúng không? Để cho quý vị biết là ngôi nhà này top hậu. Đấy. Có những người kinh doanh buôn bán làm ăn vẫn phát đạt, vẫn thành đạt, vẫn ăn nên làm ra là chuyện bình thường. Nhưng mà trong dân gian chúng ta thì người Việt Nam đó, đôi khi chúng ta hay quan niệm về cái vấn đề này. Thì Tuấn Nguyễn cũng đồng ý với quý vị thôi. Tất cả là Tuấn Nguyễn đều đồng ý với quý vị. Nhưng cái việc của Tuấn Nguyễn là Tuấn Nguyễn sẽ review và nói rõ để cho những cái quý vị khách hàng nào của Tuấn Nguyễn và quý vị không có quan tâm nhiều về cái vấn đề này, đúng không ạ? Và chứ quý vị chỉ quan tâm đến cái vị trí thôi, con đường đắc địa thôi, và ngôi nhà đẹp, công năng đầy đủ và giá rẻ, đúng không ạ? Là quý vị mua. Thì đây là một căn nhà cực kỳ ưu tú quý vị nhá. Đấy, cực kỳ ưu việt. Đó, Tuấn Nguyễn nói với quý vị là cực kỳ ưu việt luôn. Đây là không gian phía trước của chúng ta, quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây. Bậc cầu thang 5 bậc, đó, phong thủy luôn. Đấy. Rất là đẹp. Đây là mặt tiền căn nhà của chúng ta. Đó, đây là mặt tiền bên hông. Một căn nhà thiết kế rất là đẹp, tân cổ điển màu trắng. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn vào bên trong. Chúng ta tham quan công năng của căn nhà này. Đây là phòng khách. Quý vị vợ chồng trẻ này bây giờ đang xây khách sạn quý vị nhá, trên thành phố Thủ Dầu Một. Đấy, xây mấy tòa khách sạn ở trên đó và không ai quản lý cả, cho nên hai em này phải bán căn biệt thự này đó để lên thành phố Thủ Dầu Một quản lý khách sạn và ở trên đó luôn quý vị nhá. Chả biết top hậu top không hay không, nhưng mà Tuấn Nguyễn thấy nhà người ta cứ làm ăn nên của cải quá trời luôn. Ở đây là bên hông quý vị nhá. Bên hông này thì chủ nhà người ta để cho nó thông thoáng này. Đấy. Chúng ta đi có thể đi về phía sau. Đấy, bên hông rất là thông thoáng.
Và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn đã tư vấn rõ với chủ nhà rồi. Khi quý vị mua căn nhà này thì chủ nhà sẽ tặng hết nội thất cho chúng ta, quý vị nhá. Nội thất căn nhà này quý vị nhìn đây, bộ bàn ghế tân cổ điển nhập khẩu. Đấy. Trần chỉ thạch cao, hoa văn tân cổ điển mạ vàng, cực kỳ đẹp luôn. Đây là quạt này. Đó, bình rượu này, loa đài âm thanh, dàn karaoke, đồng hồ, tất cả đều thuộc về quý vị. Quý vị nhá, chủ nhà này tặng hết cho chúng ta. Tuấn Nguyễn đã tư vấn rất là kỹ rồi. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị vào bên trong. Đây là một cái bậc để chúng ta bước lên phòng ăn và phòng bếp ở phía sau. Khu vực phòng ăn, phòng bếp của chúng ta đây quý vị, cực kỳ sang trọng. Và ở phía bên tay phải thì chúng ta có một cái cửa nách. Đấy, để chúng ta mở ra cho nó thoáng quý vị nhá. Những cái đồng hồ gỗ cẩm lai đẹp như thế này, tất cả đều thuộc về quý vị, về chúng ta khi mua căn nhà này. Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị là Tuấn Nguyễn đã tư vấn rất kỹ rồi quý vị nhá. Nền gạch đá bóng kiếm màu vân đá rất là đẹp, sáng quắc luôn. Đây là bộ bàn ghế tân cổ điển gỗ gõ đỏ nguyên khối, 8 ghế. Ở đây thì có rất nhiều rượu. Đấy, tủ rượu này. Đó, rất là phù hợp cho những quý ông chúng ta thích sưu tầm những cái đồ rượu với lại đồ lưu niệm. Tủ lạnh này, hai dàn tủ bếp trên dưới bằng gỗ sồi. Đấy, ở trên vách thì chúng ta dán kính cường lực màu vàng. Đây bàn bếp bằng đá hoa cương màu đen này, có bếp ga, bếp từ, bồn rửa chén inox 304 và có bếp hút mùi, có cái máy hút mùi luôn quý vị nhá. Đầy đủ. Ở phía sau này là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của chúng ta ở phía sau đây quý vị. Đây, nhà vệ sinh và giếng trời ở phía sau. Lavabo rửa mặt, gương soi ở bên ngoài, còn nhà vệ sinh ở bên trong đây. Đó, đầy đủ công năng sử dụng luôn, gạch lát phun. Và thưa quý vị, thật sự thì cũng như Tuấn Nguyễn nói với quý vị đấy, có nhiều quý vị rất e ngại về những cái căn nhà, những lô đất của chúng ta top hậu, đúng không ạ? Nhưng mà theo Tuấn Nguyễn nghĩ thì có những người người ta làm ăn lớn, người ta kinh doanh buôn bán rồi là thế này thế kia, thì có nhiều người cũng rất là mê tín, thật sự là như vậy. Nhưng mà ở đây quý vị nhìn thấy đây, nhà người ta có rất là nhiều nhà to, nhà lớn, bây giờ người ta còn xây khách sạn nữa mà người ta vẫn ở trong những cái ngôi nhà như thế này. Thì quý vị biết phong thủy vẫn tốt đúng không ạ? Người ta vẫn kinh doanh buôn bán làm ăn, ăn nên làm ra, đúng quý vị? Đấy, chẳng có vấn đề gì cả. Đấy. Vâng, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta lên lầu tham quan cái công năng của căn biệt thự này. Đây là khu vực cầu thang. Thì chúng ta có hai trụ bằng gỗ gõ đỏ này, tay vịn gỗ gõ đỏ, đặc biệt là sen hoa bằng sắt đúc CNC sơn màu đồng rất đẹp. Cầu thang lượn như con rồng châu Á này, quý vị nhìn. Bậc lên xuống bằng đá hoa cương màu đen và màu trắng, rộng 1m2. Đấy, rất là dễ dàng cho chúng ta lưu thông lên xuống. Đây, một cầu thang rất dễ. Đây. Em xuống bên dưới có gì hóa xe cho anh với nhá. Xe cổng đang mở đấy, anh cảm ơn em. Lên lầu 1 thì Tuấn Nguyễn sẽ review ở phía sau trước để cho quý vị dễ định hình, đúng không ạ? Đây là phòng ngủ đầu tiên. Thưa quý vị, một phòng ngủ có không gian mở 4 chiều luôn. Đó, ngoài cái cửa Tuấn Nguyễn vừa bước vào thì đây là cửa sổ bên hông này, bên tay trái này. Ở đây là phía sau này. Và ở đây là phía bên tay phải. Đúng không ạ? Chính xác là không gian mở 4 chiều đúng quý vị. Đấy, trần chỉ hoa văn tân cổ điển này, máy lạnh này, giường chăn ga gối nệm, tủ quần áo, bàn học của các cháu học sinh, con em chúng ta đầy đủ luôn. Đó, quý vị thấy một phòng có đẹp không? Một phòng ngủ cực kỳ đẹp luôn. Và đây, sẵn đây thì Tuấn Nguyễn cho quý vị biết thêm, ở phía sau của chúng ta có một ngôi biệt thự của nhà hàng xóm này. Phải nói là đỉnh của chóp luôn, đúng không ạ? Đấy, căn biệt thự của chúng ta cũng đã rất là đẹp rồi. Nhưng ở phía sau còn có một căn biệt thự phải nói là đỉnh của đỉnh nữa. Đúng quý vị, cực đỉnh luôn, đấy, cực phẩm luôn. Đó, khu này toàn nhà giàu thôi quý vị ạ. Vâng, đặc biệt là trong những cái
căn phòng ngủ rộng rãi như thế này thì chúng ta cũng không thiếu phòng vệ sinh ở bên trong. Đây quý vị, gạch lát phun, bồn cầu này, vòi tắm này, lavabo rửa mặt, gương soi ở đây, đầy đủ hết quý vị nhá. Đấy, gạch rất là đẹp, màu gạch rất đẹp. Ok, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị lên phía trước tham quan phòng ngủ số 2. Thì ở bên hông này chúng ta có ban công quý vị nhá. Đây, lan can sắt đúc CNC sơn màu vàng. Đấy, kế bên chúng ta cũng có một ngôi biệt thự ở bên kia, nhà tân cổ điển đi, chúng ta gọi như vậy cho nó dễ hiểu đúng không quý vị. Đấy, cực đẹp luôn. Đây là phòng ngủ số 2. Không gian cũng 4 chiều luôn quý vị nhá. Cửa sổ cái phòng này thì còn nhiều hơn phòng kia nữa. Đó, quý vị thấy không? Bên hông này, phía trước này và phía bên tay phải nhìn ở đường trước về này, hai cửa sổ nữa, cực kỳ thông thoáng luôn, cửa kính nhôm chinh pha. Đấy, gió bụi không vào được, ánh sáng rất là nhiều, màn gió chúng ta có hai lớp, giường chăn ga gối nệm đầy đủ, bàn trang điểm, bàn phấn này, phía trước là cột tân cổ điển. Đấy, hai cột tân cổ điển rất là lớn đúng không ạ. Tuấn Nguyễn chỉ quay như thế này thôi, quý vị cũng nhìn ra quý vị cũng thấy rồi. Đây, chúng ta có một gian tủ quần áo. Đấy, tủ gỗ sồi Mỹ, cực kỳ đẹp luôn. Không gian rất là rộng. Và ở trong thì chúng ta có phòng vệ sinh, phòng tắm, ngăn cách riêng biệt bằng kính cường lực này, lavabo rửa mặt, gương soi, bồn cầu. Đó, gạch thì lát phun, đúng không ạ? Phòng nào cũng vậy, phòng này thì rất là rộng. Phòng này rộng rãi, mênh mông luôn, nhà vệ sinh cũng rộng hơn. Bây giờ Tuấn Nguyễn đưa quý vị lên lầu 2, chúng ta tiếp tục tham quan cái công năng còn lại của căn biệt thự này. Đây, gia chủ rất là trẻ quý vị nhá. Trẻ mà tài giỏi. Tuấn Nguyễn bảo đảm với quý vị rằng một căn biệt thự mặt tiền đường, quý vị có thể kinh doanh buôn bán tốt, đi về các hướng thành phố lân cận, cũng như việc học hành công tác, cũng như là đi lại rất là thuận tiện, ngay trung tâm thành phố Thuận An như thế này. Giá rất là rẻ quý vị nhá. Chút xíu Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị, chắc chắn quý vị sẽ rất là ngạc nhiên. Đây là phòng số 3. Phòng số 3 của chúng ta đây. Đấy, không gian thì giống nhau quý vị nhá, diện tích, không gian mở giống nhau. Đấy, Tuấn Nguyễn rất thích những cái ngôi nhà mà nó thoáng mát như thế này. Chúng ta vào nó rất là sáng đúng không ạ? Nhìn ra phía ngoài, phía sau căn nhà chúng ta, một tòa lâu đài tân cổ điển của nhà hàng xóm, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Đó, quý vị thấy không? Giường, chăn, ga, gối nệm đầy đủ luôn. Đấy, cực kỳ là rộng. Phòng này thì chúng ta dùng vệ sinh ở bên ngoài quý vị nhá. Dùng chung một phòng vệ sinh bên ngoài với phòng phía trước. Đấy, ở dưới thì hai phòng vệ sinh khép kín ở trong đúng không? Nhưng ở trên lầu này thì chúng ta dùng vệ sinh chung ở bên ngoài này cũng được thôi đúng không ạ? Một căn nhà thì chúng ta không nên sử dụng quá nhiều phòng vệ sinh. Ôi xin lỗi quý vị, không phải là dùng chung quý vị nhá. Ở đây là cái phòng phía trước này có riêng biệt đây rồi. Đấy, chỉ là phòng đó thì chúng ta dùng cái nhà vệ sinh ở bên ngoài thôi. Đây là phòng ngủ số 4. Phòng ngủ số 4 thì cực đẹp luôn. Đây quý vị, phòng nào cũng có máy lạnh, phòng này chắc chắn là chủ nhân ngôi nhà ở rồi đúng không ạ? Giường bằng nhôm đúc quý vị nhá, giường này tân cổ điển bằng nhôm đúc. Đây, không gian mở 4 chiều, tuyệt đẹp của đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh luôn. Đây là ban công phía trước, lan can sắt đúc CNC sơn màu vàng, màu đồng. Đây quý vị, phía trước chúng ta, đây thẳng tay Tuấn Nguyễn đang chỉ đây cho quý vị xem, người ta đang xây mỗi ngôi biệt thự ở đây cực kỳ lớn luôn, đó quý vị thấy không? Cực kỳ lớn luôn. Con đường này kinh doanh buôn bán thì chắc chắn quý vị nhìn đây, quý vị cũng biết đúng không ạ? Tuấn Nguyễn cũng không quảng cáo nhiều nữa. Đó. Đấy, mặt tiền đường kinh doanh buôn bán, đường lớn như thế này. Đó, căn nhà của chúng ta ở đây thì chắc chắn là cực kỳ tiềm năng rồi, đúng không ạ? Không có dự án, không có quy hoạch, đó, không có tranh chấp gì hết. Đấy, tủ quần áo tân cổ điển, bàn tivi ở đây, két sắt ở đây. Đấy, quý vị thích thì chủ nhà tặng luôn, tặng hết cho quý vị. Đấy, em mới nói là chỉ có lấy quần áo đi thôi. Đó,
Phòng này thì Tuấn Nguyễn cũng quay cho quý vị rồi, cũng có phòng vệ sinh khép kín ở bên trong, đúng không ạ? Đây, đôi khi Tuấn Nguyễn chưa quay tới, có những cái sự nhầm lẫn thì quý vị cũng thông cảm dùng. Đấy, phòng tắm ngăn cách riêng biệt bằng kính cường lực ở bên trong này, vòi tắm này, lavabo rửa mặt, gương soi và đây là bồn cầu xịn này, đấy quý vị thấy không? Rất là đẹp. Còn cái phòng phía sau này thì chúng ta xài phòng vệ sinh ở bên ngoài này, đấy, cũng ưu tiên riêng biệt cho cái phòng phía sau thôi. Là chúng ta có 5 nhà vệ sinh rồi, đúng quý vị? Ở dưới trệt 1, lầu 1, 2, lầu 2, 2 là 5. Bây giờ chúng ta sẽ lên lầu 3. Thì đây, ở giữa cầu thang chúng ta có một cái chiếc trời trần đúc hết quý vị nhé. Lên lầu 3 này, ở phía sau, chúng tôi quay phía sau trước cho quý vị một cái sân phơi. Wow, hai máy giặt này, sân phơi có máy tôn quý vị này. Đấy, nắng mưa vô tư luôn, đúng không? Hai bên là an ninh rào thép như thế này. Ở đây thì chả có trộm nào lên đây đâu, nhưng mà chúng ta làm này để cho con cái chúng ta nó an toàn, đúng không ạ? Chúng ta đi lên đi làm không, hoặc là ở nhà mà không để ý đến các con cái thì chúng ta cũng yên tâm. Cao cổng kính tường bít mít hết như thế này quý vị nhá. Đấy, chủ nhà sợ bụi vào nhà cho nên ở đây là lắp kiếng hết quý vị nhá. Đây này, đây, tôi muốn gõ cho quý vị xem này, lắp kiếng hết quý vị nhá. Đấy, ở những cái ô sen hoa như thế này tân cổ điển nhưng mà lắp kiếng hết để cho gió bụi nó không bay vào. Trên này thì để thông thoáng này. Đó, ở phía sau căn biệt thự của nhà hàng xóm. Đấy, bên đây cũng như vậy. Đỉnh chưa? Một cái sân phơi, hai máy giặt, chỗ tập thể dục. Sao phơi quần áo chúng ta phơi bên này, cực kỳ tiện nghi luôn. Vâng, chúng ta về phía trước để tham quan cái công năng còn lại. Đây là lan can bên hông. Đấy, lan can bên hông cho nên căn nhà của chúng ta rất là nhiều cửa sổ. Và đây là phòng ngủ số 5. Phòng ngủ số 5 này thì nhỏ thôi. Phòng ngủ này thì thật sự thì gia đình chúng ta thường thường thì không bao giờ mà dùng hết đến 5 phòng ngủ, đúng không ạ? Một gia đình cũng không bao giờ nhiều thành viên như thế. Cho nên đây chủ nhà thì cũng để ba cái đồ vali quần áo rồi giường cũ rồi tủ này thì chắc là cái tủ ngày xưa đang còn ấy. Đấy, chủ nhà để như vậy thôi, cũng không sử dụng để làm gì. Và cuối cùng thì chúng ta có một phòng thờ. Đây, ở trên trần đúc quý vị này. Đấy. Trần đúc hết quý vị nha. Đây là phòng thờ. Quý vị thấy phòng thờ có một cái ghế nệm như thế này. Đây là phòng thờ. Thì hai em này còn rất trẻ quý vị nhá. Đấy, khoảng 35 thôi. Chưa có thờ cúng ai hết. Đấy, em ấy chỉ thắp ba nhang ngày lễ ngày Tết ra đây hương khói cho nó ấm cúng căn nhà thôi, chứ chưa thờ cúng ai. Và đây là ban công phía trước. Đây, một nơi mà đẹp nhất của căn nhà chúng ta. Đó. Phía trước là con đường DT743. Quý vị chỉ chạy ra đây 500-600m thôi ra con đường DT743 rồi. Và đây là con đường trước căn nhà chúng ta. Kinh doanh buôn bán rất là tốt. Đây quý vị. Đó. Ok chưa? Tôi nhận thấy căn nhà này đầy đủ công năng sử dụng. Đúng không ạ? Mặt tiền đường kinh doanh buôn bán tốt, giá rất là rẻ, đúng không ạ? Rẻ là bao nhiêu bây giờ Tuấn Nguyễn báo luôn để cho quý vị khỏi nóng lòng. Thưa quý vị, căn biệt thự tân cổ điển này có diện tích lên tới 200m2. Đấy, có sổ hồng và thổ cư là 148m quý vị nhá. Tặng full nội thất, em chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá chỉ có 12.500.000.000 đồng quý vị ạ. 12.5 tỷ đó, Tuấn Nguyễn nói dạy cho quý vị dễ hình dung, đúng không ạ? 12.500.000.000 đồng tặng full nội thất xịn sò như quý vị đã thấy trên màn hình, đúng không ạ? Tặng full nội thất luôn, giá này còn được thương lượng quý vị nhá, còn được thương lượng với chính chủ. Kênh nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đất chính chủ không qua trung gian.
Thưa quý vị, giá 12 tỷ 500 triệu đồng là giá của em chủ nhà đưa ra. Tuấn Nguyễn chỉ review lên đây, báo giá truyền tải đến quý vị. Vâng, Tuấn Nguyễn không có khái niệm là kênh giá, đôn giá, đội giá đâu. Quý vị yên tâm, 12 tỷ đồng 500 triệu. Đó là giá của chủ nhà đưa ra với Tuấn Nguyễn. Quý vị cứ lên đây gặp chủ nhà và chúng ta thương lượng giá cả quý vị nhé. Tuấn Nguyễn đã review xong. Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị vui lòng đăng ký kênh, subscribe kênh, chia sẻ kênh, comment góp ý xây dựng kênh cùng Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo trên kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.